Okay, let's start our lesson right now. Okay, this is there. What are they doing? Yeah, okay, you can see what are they doing? Can you see? What are they doing? They are. You look at they are so happy. They are hanging out. Now, let's see. Lesson one. Dictation. We have an English test today. Yeah. We have an English dictation test today. Okay, again. We have an English dictation test today. We have an English dictation. 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 Test. Today. Rồi, dictation là chép chính tả được chưa? Chép okay. Chính tả gì vậy mà cô? Cái từ dictation này nghĩa là chép chính tả. Mà Thành ơi, chưa có nộp cho cô cái bài viết chữ đâu á nha. À. Nạn nhân là gì nè? Nạn nhân là... Big. Nạn nhân là... Victim. Ảnh hưởng là... We have an English dictation test today. Ảnh hưởng là... Impact. Bác sĩ là gì? Impact. Doctor. Doctor. Rồi. Đó, nhớ hôm trước mình học thêm những cái từ đó rồi đó. Rồi, bây giờ cái đó về chép sau, chép cùng với cái từ của bài này luôn nha. Text. Này nghĩa là văn bản. They translated the text. They translated the text. A text. They translated the text. Translation. Translated. Translation. Translated. Translated. They translated the text. They translated. 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 Okay, the text. Okay. Là họ dịch cái văn bản đó. Translated là đã dịch. Họ đã dịch cái văn bản đó. Okay. Họ dịch cái gì cô? Cái văn bản, cái text là cái văn bản. Cô đọc cho con nghe đi. Không, như ý là người ta đặt ví dụ thôi, chứ cái văn bản này chỉ có Mickey mới đọc được thôi. Chịu, cô chịu. Buffy viết cho Mickey đó. Con đọc xem nào, con đọc được không? Can you read that? Đẹp, đàn. I don't know. Thôi nhé. Thôi, cái này là dịch sang tiếng gì luôn rồi đó. Okay, now. Idea. Là ý. Nhìn thấy tự nhiên là phát động là rút. Oh no, là ý tưởng. Thông minh. Không, không phải thông minh, nó là ý tưởng. Idea là ý tưởng. Ý tưởng là gì? Ý tưởng, ý nghĩ, ví dụ như là con trong con và em con có một vấn đề gì đó mà một bài toán mà mẹ yêu cầu hai đứa cùng giải á, thì hai bạn mà giải theo hai cách khác nhau, nghĩa là có hai ý tưởng khác nhau đó. Còn giống nhau cô? Giống nhau thì có chung một ý tưởng. Rồi, đọc ví dụ nè. Idea. My idea is different from... Idea.
My idea. Nghe, nghe. Hằng ơi, trước khi con đọc thì con phải nghe đã chứ. Con đã nghe người ta đọc đâu mà con nói như vậy. Con có rồi cô. Cô thấy người ta chưa đọc xong mà con đã đọc rồi. Không được nói như vậy nha. Ngay cả thậm chí khi cô đang nói, con cũng không được đọc. Con phải dừng lại nha. Được chưa? Không có chuyện mà cô đang nói mà mình nói leo như vậy đâu. Như vậy là hư đó. Ok? Ok? Sai đâu? Ok. Rồi. My idea is different from yours. My idea. Idea. Đó, cô chưa xong mà. Sao lại cứ nói leo theo cô vậy? Rồi cô đọc cái chữ đằng sau rồi con đọc chữ trước, nghe nó lộn xộn không? Người đọc phải có người nghe chứ. Con muốn cô nghe con thì con phải đợi cô đọc xong rồi con đọc thì cô mới nghe được. Chứ bây giờ con đọc như vậy thì cô cũng không nghe con mà con đâu có nghe thấy cô nói gì đâu. Không được như vậy nha. My idea is different from yours. Your turn. Your turn là đến lượt con đó. My idea is different from yours. Different. 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 Nghĩa là khác. From yours, có S nè, yours. Yours. Different from yours. Different from yours. Different, different. Different, different. From yours. Ba âm nha, different. Different. Không có S, đâu là diff, diff, diff. 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 Diff, đúng rồi, diff. Diff. Different. 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 Okay. From yours. From yours. Ờ, ý tưởng của tôi thì khác với ý tưởng của cậu ha. Câu này dịch ra nghĩa là như vậy đó. Okay, now you listen and repeat. Và nhớ nha. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại. Chứ không phải là người ta đang đọc rồi mình đọc lên nghe người ta là không được nhé. Đối với bạn cũng vậy, phải nghe hết. Cho dù con có đọc được, con cũng phải nghe người ta đọc xong, con mới được đến lượt con đọc lại nhé. Hi, Mai. Where's Tom? Rồi, cô dừng lại thì mình được phép đọc. Hi, Mai. Where's Tom? He's in the classroom. He's in the classroom. Class, class. Class. Room. Okay. What's he doing? What's he doing? Câu này nghĩa là sao? Là bạn đang làm gì? Cậu ấy đang làm gì thế? He's reading. He's reading. Reading. Rồi cậu ấy làm gì vậy? Cậu ấy đang đọc sách. Yeah. Rồi, tiếp nào. Bây giờ mấy bạn lại thắc mắc xem này. What are you reading? Cô đang đọc. Bây giờ người ta hỏi what đâu. What you are, what are you reading? Ừ, bạn đang đọc gì vậy? I'm reading a book. I'm reading a book. I'm reading a book. I'm reading a book. Let's play football, Tom. Let's play football, Tom. Great idea. Great idea. Đang đọc sách mà bạn rủ đi đâu đấy? Bạn rủ đi chơi đá banh. Chơi đá banh. Có đồng ý đi không? Không. Có. Great idea, ý tưởng tuyệt vời. Nghĩa là đồng ý với cái ý tưởng đó. Đi đó. Dễ rủ ha. Nào. Những cho chặn chúng ta sẽ có câu hỏi là what she's doing hoặc là what he's doing. Câu này hỏi là cậu ấy đang làm gì hoặc là cô ấy đang làm gì. Ok. Và chúng ta sẽ trả lời là he's cộng verb in hoặc là she's
cộng verb in. Rồi. Câu hỏi what are you doing thì trả lời sao? I am playing. Playing gì chứ? Playing. Swimming. Có playing swimming không? Rồi thẳng lên sao con không thấy mặt đâu hết vậy? Rồi. What she doing? She reading a book. Rồi giờ con đọc tự đọc nè. What are you doing? I am listening to music. Thiếu cái gì? I am listening to music. Sao lại listen? Đây là listening mà. Listening. I am listening to music. Tớ đang gì đấy? Tớ đang hát. Nghe nhạc. Listen mà. Bình thường cô hay nói listen này. Nghĩa là nghe. Listen. Nghe nhạc. Okay, now let's practice. What are you reading, Hằng? I'm reading a book. Okay, now point and say. What is he doing? He's listening. Listening. He's listening to music. Right, okay. How about she's? What she's doing? She watching TV. Yeah, okay. It's not a TV, it's an iPad. She is watching a video. Thấy chưa? Không, không có cái TV nào mà các bạn có thể cầm trên tay như vậy được chưa? Đấy, máy tính bảng ha. Or it's a tablet. Rồi mình sẽ gọi lại. She is watching a video. Same old video. Rồi cậu ấy nè. Listening to music. Very good. Okay. What is she doing? What is she doing? She viết là gì? Viết là gì nhỉ? Write. What? Writing. Writing. Nè, trả lời cho cô nè. She's. She. Watching. A. Dick. Dick gì? Dictation. 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 Good. And. Cô ấy đang phát triển. Cô ấy đang phát chính tả, cô giáo đang đọc cho cô ấy nghe kìa. Rồi, what is he doing? He's reading a text. A text. A text. A text. Okay. Hai người. Đọc một cái văn bản. Okay, now listen and tick. Nghe hết cả ba đoạn nha. Page 59. Activity 3. Từ từ để cô đánh dấu hàng trước. Đây là... Đánh dấu hàng này sao cô? Hàng A, A, hàng B, B, and đây là hàng C, được chưa? Đánh dấu hàng để khi chọn hàng theo cột ra, theo hàng theo cột đó. T3, listen and tick. 1. Where's Linda? She's in the library. What's she doing? She's reading a book. 2. Where's Nam? He's in the classroom. What's he doing? He's writing a dictation. 3. Where's Peter? He's in the computer room. What's he doing? He's listening to music. Okay. Now, number 1. B.
B. What is she doing? She reading a book. Very good. Number two. She. He. What is he doing? He. Mới đọc xong. Hồi nãy. He is writing a dictation. Now dictation. Không phải K, cô đâu có đọc K đâu. Dictation. Ok, nhớ cho cô cái từ này nha, không thể đọc sai nữa. Dictation. Đọc là dictation, nhưng mà nhấn vào âm 2, đọc thành dictation. Dictation. Cô không đọc chữ khờ, cô đọc chữ tờ mà. Dictation. Again. Dictation. Rồi, good. Đọc như vậy nha. Writing a dictation. Rồi, number three. ABRC. ABRC. He cô trả đáp án nào cô? Sao lại hỏi cô? Con là người nghe và làm bài tập cơ mà. B nè. Cho biết C nè. A là gì nè? Nói cái hành động của đáp án A trước. A là gì? He is. Con trả đáp án nè cô. Không, bây giờ con nói cả ba đáp án cho cô đi rồi con sẽ giúp con chọn. Nha. Bạn A nè. Con chọn A. Nào, nhưng mà phải bây không giờ con hết lượt rồi con phải trả lời ba đáp án cho cô. Đáp án A là gì? What is đáp án A là she. He. Cái gì nè? Listen to. He is. Listening to music. To music. Rồi, đáp án B. Ai mà cô. Bây giờ đọc đáp án B cho cô. What is he doing? He's reading a book. Okay, C. C mà. Chơi máy tính. Xem video, không phải chơi máy tính. Dùng là he is watch gì? Watch thêm in thì là watching a video. Okay, xem video của video. Video, không video là tiếng Việt, còn video mới là tiếng Anh ha. Ok, đáp án A đúng. Now, next one. Look and write. What's Nam doing? You can see. What's Nam doing? He is reading a book. Reading a book. Nếu mà đọc một văn bản thì nói là gì? Reading a. À? Có phải a book nữa không? Mình học chữ gì hôm nay? A text. Okay. Rồi. Bây giờ. Oh, sorry. Rồi, what's Linda doing? She's.
Right? She is writing. She's writing a Dictation, cong lưỡi lên. Dictation, okay. Now, what is Pham doing? Look at him. He seems very relaxed and... Nhìn cậu ấy rất là thoải mái. Listening to music. Okay. Number four. What's Mai doing? She watching a video. Okay. Rồi, nhớ rồi đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy không? Cậu ấy không còn cầm trên tay nữa. Cái video này nằm ở đâu? TV. On TV. Okay. Now, next one. Pronunciation. Skin. Skin. Mask. Sky. Okay. Cô ơi, thiếu một chữ. Chữ gì? Skate. Không phải thiếu mà. Đây là người ta chỉ đưa ra một vài ví dụ thôi. Skate. Cái đó là skate. Không là skate nha. Rồi. Skin là gì? Skin. Là đi. Là da. Là da của mình á. Gọi là skin. Rồi. Mask là gì? Mask là cái gì mà mình đeo để mình che mặt á? Mình đeo cái gì để mình che mặt để người ta không biết mặt thật của mình á? Mình đeo cái gì? Áo khoác. Mình đeo mặt. Mặt nạ. Ok, mặt nạ ha. Rồi sky, very easy. Là che mặt được hả cô? Sky là gì? Sky là con diều. The kite in the sky khác nha. The kite mới là con diều. Sky là cái gì? Con diều bay ở đâu? The kite fly in the sky. Sky là gì? The kite fly in the sky. Là bay. The kite flies in the sky. Sky fly. The kite fly in the sky. Rồi, cô viết ra cho mình để mà mình dịch. Là con gì đó biết bay. Là bay. Không phải bay. Thì là gì cô? Nhìn đi, con nhiều bay ở đâu? Đây con nhiều nhé. Fly nó là bay rồi. Fly là bay rồi. Diều thì bay ở đâu? Con diều bay ở sân cỏ. Bay ở trên trời. Sao diều lại bay ở sân cỏ nữa? Diều bay trên trời chứ. Trời ơi, giả man thiệt. Chứ bây giờ đi thả diều hả? Bây giờ đi thả diều chứ hả? Chưa. Trời ơi, quê quá leo leo. Kêu bữa nào mẹ phổ cập cho một bữa đi thả diều nghe. Nhớ chưa? Sky là bầu trời đó. Tiếp nào. Paper boat. Hôm trước mình học từ là lớp 6 là gì nhỉ? Sailing. Hôm trước mình học từ lớp 6 là sailing, nhớ chưa? Paper. Pirate.
Cô ơi, cô. Sao? Nhìn cô đi. Cô ơi. Ơi. Sao kỳ thế cô? Sao thuyền giấy cũng đi được? Đó, cho nên hôm nay từ thuyền giấy là paper boat. Paper boat, thuyền giấy. Lần đầu tiên con thấy thuyền giấy lộ trên mặt nước á. Rồi, đọc đã. Paper boat. Paper boat. You can make a paper boat from a sheet of paper. You can. Rồi, bây giờ cô chia ra cho con đọc nha. Cô sẽ gạch chéo. You all can. You rồi, can. Rồi, từ. Đọc sai hết rồi. Để cô đọc đã. Đúng. You ba can chữ. Make. You can make. You can make. A paper boat. A paper boat. From a sheet of paper. From a sheet of paper. Thầy ơi. Hả? Sao không đọc? Con đọc cô. Sao cô đọc hai lần rồi mà con không chịu đọc lại? Nhưng mà con không biết từ lại. Nhưng mà cô đang đọc thì con đọc nghe cho cô nghe đã rồi cô mới giải thích được chứ. Tại sao con đọc hai câu trước mà câu sau cô đọc hai lần con chụp đọc? Ừ. Why? Đọc lại Why? Nha. You can make. You can make. A paper boat. A paper pole. From a sheet of paper. From a sheet of paper. Nghĩa là chúng ta có thể làm một chiếc thuyền giấy từ một tờ giấy. Ok? A sheet of paper. Một tờ giấy, một trang giấy đó. Được chưa? Cô ơi, sao con đang nghĩ sao hình giấy nó nổi trên mặt nước nè? Ừ, đây là hình vẽ thôi chứ. Thực ra hình thuyền giấy nó vẫn nổi được trên mặt nước nhưng mà nó trong thời gian bao lâu? Chỉ có 5 giây thôi. Đúng chưa? Cô nghĩ là lâu hơn 5 giây đó. Tùy nếu mà giấy con dùng mỏng quá thì thậm chí một giây thôi con hạ xuống nước á nó cũng đã chìm luôn rồi, nhưng mà nếu con dùng giấy dày một chút xíu á là nó sẽ cô được. Ơi, cô hơn. Ơi, còn giấy kia. Giấy kia là giấy nào? Này. Cái giấy để trừ miệng á. Giấy đó hả? Giấy đó là một giây thôi là biến mất luôn rồi. Ok, họ linh tinh quá à. Một giây. Tiếp nào, ôi cha, người ta làm gì đây? Người ta vẽ hình trái tim. Nhìn rất là nghệ sĩ luôn. Painting. 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 Paint, paint. Painting. Painting nghĩa là đang tô màu hoặc là đang sơn. Ừ, đang sơn, đang tô màu rồi. Vẽ thì mình sẽ dùng từ là draw. Còn đây là con thấy không? Có màu rồi. Có màu rồi thì như thế này chúng ta sẽ gọi là painting. Painting. Nào, again. Đọc lại nào. Painting. Painting. Painting, good. They have the painting in the living room. They have the painting in the living room. They have the painting in the living room. Painting, không phải là painting, painting. Painting. Paint, paint. Painting. Rồi, và cái painting này dịch ra. Cái painting này là danh từ, nó sẽ là bức tranh, được chưa? Bức tranh hình trái tim. Ừ, đúng rồi. Vậy thì người ta xem người ta đặt cái bức tranh đó ở đâu nào? Nhìn cái ví dụ đi. Họ đặt ở phòng nào đây? Ủa, con làm gì không ấy? Phòng nào đâu? Ví dụ, đọc cái ví dụ đọc á. Dạ, người ta đang vẽ trên núi. Đúng rồi, người ta đang vẽ trên núi. Nhưng mà người ta sẽ đặt bức tranh ở đâu? Nhìn cái ví dụ mình mới đọc chữ thôi, không có hình đâu. Cái ví dụ cái dòng ở dưới á. Họ gì đây? Họ có bức tranh ở ở trong nhà. Ở trong nhà, trong phòng nào? Phòng ngủ. Học rồi nha. Living room là phòng nào? Đồ ăn nghỉ tí. Kitchen là phòng ăn nè. Phòng bếp rồi. Kitchen là phòng bếp. Còn living room là phòng khách. Đúng rồi, chính xác luôn ha. Họ có một bức tranh ở trong phòng khách. Rồi, úi cha.
Cái con thích mặt nạ. Rồi, cái này chúng ta gọi là gì? Mask. The policeman is wearing this mask. 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 Ok, mặt nạ đúng không? Mặt nạ chúng ta có rất là nhiều loại mặt nạ luôn. Mặt nạ bình thường. Cô ơi, sao toàn mặt nạ con gái không ấy? Không, mặt nạ này con trai cũng được. Nhưng mà mặt nạ này dùng trong lễ hội. Rồi. Lễ hội mặt nạ. Rồi, bây giờ đọc cái ví dụ nè. The policeman is wearing a gas mask. The policeman. The camille. The policeman. The policeman. Có đọc ba âm thôi mà. The policeman. The policeman. The police. The police. The policeman. The policeman. The policeman. The policeman. Tự nhiên chữ list ở giữa là police. Police. Policeman. 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 Không phải men, không phải add ở men mà là add ở list. Policeman. 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 Police. Policeman. Police. Policeman. Policeman. Đó lại sai rồi. Đọc lại cho đúng nào. Policeman. Right. Policeman. Policeman. Good. The policeman. The policeman. The policeman is wearing a gas mask. The policeman is wearing a gas mask. Ok, nghĩa là những người cảnh sát đang phải đeo mặt nạ phòng độc, được chưa? Phòng độc là gì cô? Phòng độc, nghĩa là ví dụ như là bước vào mấy cái chỗ mà nhà máy bị nổ hay bị hư hay gì á, nó có chất độc, xong cảnh sát phải vào đấy để cứu người thì người ta phải đeo mặt nạ phòng độc để khỏi bị trúng độc đó, để cứu người khác. Ok. Rồi, đọc nào. Máy bay ở đâu đây? Paper. Máy bay này làm từ gì? Làm từ bì cát tông. Giấy, giống như là hồi nãy mình có thuyền giấy là gì? Paper boat. Bây giờ mình sẽ có máy bay giấy. Paper plane. I made a paper plane. Đấy là plane. Rồi, đọc ví dụ cho cô nè. I made a paper plane. Paper plans. Okay. Listen and repeat. What are the pupils doing in the classroom? What are the people doing in the classroom? Pupils. Không phải là people, mà là pupils. Pupils. Nghĩa thẳng. Pupils. People. Làm vậy nhiều răng nó chỉ ra ngoài đó. Nè nhổ, nè bắt đầu mọc răng hết rồi. Nào tiếp nè. Well, at the red table, they're drawing pictures. Where? At the. Red table. They are. The drawing. Papers. Pictures. Pictures.
Những cái bạn học sinh kia đang làm gì trong lớp vậy? Đang vẽ trong lớp. Tại cái bàn màu đỏ thì các bạn ấy đang vẽ những bức tranh đó. Okay. At the blue table, they're making a paper boat. At the blue table, they are making a paper boat. Ở bàn xanh thì họ đang làm gì? Đang gấp thuyền. Thuyền giấy. Okay, rồi. Nghe nào. And at the yellow table, they're making a kite. And at the yellow table, they are making a kite. Làm gì đây? Đang gấp cái thuyền. Kite mà. Đang gấp máy bay. Đang làm diều. Kite. Nhớ không? Kite. Rồi. Are they having an art lesson? 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 Having an art lessons. Okay. Yes, they are. Yes, they are. Có phải là mấy bạn này đang học tiết thủ công đúng không? Yep, that's right. Rồi, bây giờ trả lời cho họ, họ đang làm gì? What? What are they doing? They are playing badminton. Rồi, hôm nay mình học thêm những cái từ như là làm nè. Mình có là making nè, drawing nè, making là đang làm đó. Okay, rồi. Okay, nhìn chung lại câu hỏi nè. Thay vì hỏi là what are they doing, mình có thể là what are the students doing? What are the dog doing? What are the girls doing? What are the boys doing? Nhưng mà mình nói chung là phải dùng số nhiều thì chúng ta sẽ trả lời là they are, được chưa? Không phải hỏi là họ làm gì nữa. Các bạn học sinh để làm gì? Các bạn gái để làm gì? Các bạn trai làm gì? Những con chó, những con mèo để làm gì á ha? Okay, now. What? What are they doing? They are singing. What are the students doing? They are doing exercise. Họ đang tập thể dục, được chưa? Doing exercise, nhớ luôn cái cụm này cho cô là đang tập thể dục. Đấy chưa? Thay vì mình nói là they thì mình có thể thay là một những từ số nhiều là the students. Ở đây là nhiều học sinh hay ít học sinh đây? Nhiều học sinh. Đó, thì mình cũng trả lời là they, được chưa? Nhiều người, nhiều vật đều dùng là they. Okay. Now answer me. Where is she? What's the name? Ừ, trả lời các câu hỏi ở trên kìa. Where is she? She reading a book. Where mà? Where là? Where? Hỏi cô ấy đang ở đâu? Where is she? She. Cô ấy trong lớp thì trả lời sao nhỉ? She's in her class. Lớp học của cô ấy. Class room. Okay. Where are they? Where are they? Họ ở đâu? Ví dụ họ ở sân chơi thì nói sao? They are in the playground. They are in the playground.
They are in the playground. 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 Còn cái garden nó viết như thế này cơ mà. Nó không liên quan đến nhau. Thấy không? Nhau không? Cái này là garden. Yeah, playground. Okay. What is she doing? What is she doing? Tự nghĩ, tự trả lời xem. She is. She is. She is. Nhanh, nhanh, nhanh. She is reading a book. Yeah, okay. What are they doing? Doing. What are they doing? They are. Ví dụ đang làm thuyền giấy nào? Make. They are making. Making the thuyền giấy. Thuyền giấy là paper boom. Paper boat. They are making the paper boat. They are making the paper boat. Okay. Now listen and number. Rồi, nghe một lần để nghe thứ tự nha. Page 61. Activity 4. Listen and number. It is break time now. 1. The boys are playing football. 2. The girls are playing badminton in the playground. 3. The girls are making a kite. 4. The boys are making paper planes. Okay. Now, number 1 with A, B, C, D. Okay. Good. They are. What are they doing? Playing football. Good. Number 2 with A. Very good. What are they doing? They are playing badminton. Good. Number 3. C. What are they doing? What are the girls doing? They are kite. They are making? Making a kite. Making a kite. Okay. And the last one, number 4 with? B. And what are they doing? What are the boys doing? They are. Make. They are making. Máy bay giấy. Bây giờ mình có thấy là họ không làm một cái nữa, họ làm nhiều cái thì mình sẽ bỏ ở đi. They are making paper. Planes. Họ đang làm những cái máy bay giấy thì mình plan, mình thêm SC vào cho cô nữa. They are making paper planes. They are making a plane. They are making paper planes. They are making paper planes. Okay, very good. Rồi. Nào, hôm nay học tới đây thôi nha. Yeah. Hết giờ rồi đúng không? Xong rồi, vậy thì trước khi nghỉ về nhà nhớ làm sao? Nhớ về học. Nhà nhớ viết lại từ vựng ngày hôm nay đã học nha.
cái từ vựng hôm trước cô gửi cho cũng chưa viết, viết vào cho cô. Hôm nay có từ dictation, từ text, từ idea. Rồi từ skin, từ mask, từ style, từ paper boat, từ painting, từ paper plane nữa. Ok. Ủa cái mặt nạ không biết là cô. Mặt nạ là đây, mask ở trên này cô liệt kê rồi nè. This one. Không thấy quen hả? Nhớ nha. Ok, see you. See you. Bye bye. Bye bye.